Yo hello anh em, hôm nay là làm video nói về Zen ha Tại vì giờ à, đối với Debate quá rồi, à, thiếu Debate không có con gánh cho team 2 Cho nên mấy hôm nay mình rất là nghiên cứu về Zen Dub Hiện nay mình đã biết được cái skill, mình coi được kill list Cũng như là có một cái video mà gọi là nó show down cũng khá là rõ ràng Cho nên là cũng đã hình thành được, mình cũng hiểu được cái cách chơi của Zen Cũng như bộ kill đánh thế nào ha Hôm nay video này mình sẽ chia sẻ những thông tin mình biết về con Zen Dub Zen đó Một nhân vật à, vật lý tinh thông sẽ ra mắt ở phase 2 1.1 sắp tới Rồi đầu tiên giải thích sơ bộ về cách chơi của Zendop này ha. Anh em thấy cái ống này không? Cái thanh phía dưới cái 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 thanh máu này. Cái thanh này gọi là thanh tâm lý cuồng nộ. Mình sẽ sạc cái chỉ số cuồng nộ thông qua việc đánh thường, à, đối câu tờ, đánh công tờ, công lướt và berry thì nó cho rất là nhiều điểm tâm lý cuồng nộ này. Khi mà tâm lý cuồng nộ mở phun nóng ấy, thì cái cái màu xanh nó chỉ thành màu đỏ. Lúc này nó trở thành nó trở thành trạng thái nộ hoặc là trạng thái cuồng nộ đó giống như là con ăn tông vậy. Khi mở trong trạng thái nộ này thì nó rất là mạnh, trạng thái nộ này nó được cái gì? Trạng thái nọ này thì nó cho ra 30% tích lũy dị thường ha, nó tăng trăm tích lũy dị thường rất là nhiều luôn Và 800 ATK Nhưng Bù lại nó sẽ tiêu hao dần dần ha Cứ mỗi một cái đòn đánh trong trạng thái cuồng nộ thì nó sẽ tiêu hao cái điểm tâm lý cuồng nộ Khi nào mà nó tiêu hao hết thì Nó trở về trạng thái bình thường, nó hết nộ, coi như là nó yếu đó nó đánh hồi nó hết ha à. cho nên cơ bản cái lối chơi của sandup là xoay quanh cái việc duy trì cái trạng thái cuồng nộ này để mình ở trạng thái mạnh nhất có tích lũy gì thường và cũng như là có atk rất là cao thì ngoài cái việc mà thì ngoài cái việc mà đánh thường tấn công lướt berry nó cho điểm tâm lý cuồng nộ thì sẽ có những cách để giúp cho mình ngay lập tức đầy cái thanh cuồng nộ liền có những cách làm tắt như sau cái này thì trong cái bản skill list mình không có thấy ghi nhưng mà mình xem video thì mình thấy mình quay chậm là mình thấy sẵn chia sẻ anh em cái luôn nè. đầu tiên là cái siêu chiến kỹ anh thấy không nó đang đánh là nó xài nó hết nè đây là những cách quan trọng ha phải nhớ nha để mốt mình giữ cái cuồng nộ nè nó hết đúng không rồi nó đánh cái siêu chiến kỹ đó cái siêu chiến kỹ thì nó giống giống như chiến siêu, siêu kỹ của con mèo của nekomata nó bay lên xong rồi lộn lộ đâm xuống, đâm xuống một cái thì khi mà đâm xuống một cái đầy luôn nè cái thứ hai là có vẻ như là khi mà nó đánh được cường kích thì nó sẽ đầy đầy cuồng nộ nè cái cuồng cái chuẩn bị nổ nè nó nổ cùng kích cái đầy ống nổ à, ok đó là hai cách Rồi tới cách thứ ba để mình giúp mình sạch đầy đầy cuồng nổ ngay lập tức là gì anh em thấy hết không hết cuồng nổ đúng không hết đây này nó quấn tuyệt kỹ thôi tuyệt kỹ xong nó đầy cái thanh nổ này đỏ lên đó và trong quá trình đánh thì hao dần ha. khi mà đánh nổ cái cuồng kích cái nó đầy lại nữa này, này và cuối cùng là liên kết liên kết nó cũng cho liên kết nó cũng cho liên kết nó cũng sạc đầy cái cái ống cuồng nộ cho đớp luôn đây nè rồi xong phần nói chơi tổng quát bây giờ mình đi vô chi tiết bộ kêu ha coi tấn công thường uh, chiến kỹ này nọ nó là gì đầu tiên hết đầu tiên hết đó là cái co cái bị động cốt lõi co với lại là năng lực thêm tức là cộng hưởng đội hình thì cái co nó là cái gì khi gen tấn công kẻ địch sẽ khiến chúng rơi vào trạng thái ăn mòn trong vòng 10 giây lúc này bất kỳ nhân vật nào tính luôn gen mà đánh cái cường kích cái này nó ghi sai cái này là cường kích khi mà đánh cường kích thì sẽ khiến cái hiệu quả sợ hãi tức là hiệu quả fling khi mình cường kích thì nó có đi kèm cái hiệu ứng là fling Linh nó giúp cho con quái nó bị nhận gia tăng cái điểm chón Thì lúc này nó sẽ giúp cho mình dễ chón con quái hơn Tại cái Linh nó kéo dài thêm 5 giây Và quan trọng nhất là cường kích có khả năng bảo kích nha Thí dụ là thường thường mình đánh con biber mình đánh cường kích mình 100k thôi Nhưng bây giờ nó cho bảo kích luôn Cái lượng sát thương bảo kích của riêng cái này là 50% Tức là biber mình đánh 100k bây giờ nó thành 150% mà 150 k tức là giá trị bảo kích của nó là 50 phần trăm còn tỷ lệ cơ bản là 40 phần trăm Ngoài ra tỷ lệ cơ bản này có thể tăng thêm nhờ vào cái điểm dị thường của gen. Cứ mỗi một điểm mà dị thường sẽ tăng 0.16 thì thường con gen mà building level 60 mà mà bản đồ full dị thường thì mình nghĩ chắc khoảng 350 tới 400. Mình làm tròn 400 đi. 400 mà 0.6 cho mỗi điểm là nhiêu ta? 100 là 16. 4 nhân 16 là 64%. 64 cộng 40 là coi như chắc chắn 100% tỷ lệ bộ kích ha coi như là khi có gen là lúc nào cái đòn cường kích mình nó cũng nảy nó cũng trở thành bạo kích cả và cái bạo kích của nó có giá trị riêng của nó chứ không phải là giá trị trong nhân vật nha cái đòn đánh khác cái này là bạo kích của cái hiệu quả cường kích năm phần trăm chứ ví dụ mình đánh trăm ngàn thì giờ con gen vô bị bơ đánh thành trăm rưỡi còn năng lực thêm tức là có hai cái nhân vật mà cùng cái hệ vật lý hoặc là cùng phe cảnh sát thì nó kích nó kích gì hiệu suất tích lũy dị thường vật lý hai phần trăm khi kẻ địch ở trạng thái dị thường thuộc tính dị thường thuộc tính là sao là tức là mình gắn ấn lên người nó đó ví dụ con quái mà nó bị nó bị cấn này nè như vậy là gọi là gắn dị thường thuộc tính là coi như là nó luôn luôn lúc lúc nào đánh trả gắn là coi như là cái cộng hưởng tim nó sẽ tăng tới bốn phần trăm tích lũy dị thường ha ở đây mình làm tròn nè đây nội tại ha cái co 100% tỷ lệ bổ kích cho cái đòn cường kích với cái giá trị sát thương bạo là 50%. Ngoài ra cộng hưởng đội hình cộng hưởng tim là gắn hai con vật lý chung với nhau hoặc là chung phe cảnh sát thì nó tăng 40% tích lũy dị thường. Cái này cộng với cái cuồng nộ 30 nữa là sơ sơ là nhiêu? Có 70% tích lũy dị thường. Một con số khủng khiếp luôn. Rồi, rồi bây giờ tiếp theo là mình đi coi cái cái chỉ số cơ bản HB bảy ATK 881 phòng ngự 607 không quan trọng đâu coi coi cái chấn nè cái chấn cái gì cái chấn khi tấn công lướt nhận được một tầng liệp ý cứ mỗi tầng sẽ tăng sát thương vật lý 15 phần trăm cộng dồn 3 tầng à, kéo dài 8 giây 0,5 giây nó kích hoạt một lần vậy là coi như cái này rất là dễ kích hoạt luôn cái chấn tặng gì 45 phần trăm sát thương vật lý rồi chưa hết ngoài ra khi cái số tầng liệp ý tối đa tức là 3 tầng đó, thì hiệu sức tích lũy dị thường 50% cái này có gì lộn nhiều lắm á trời ơi năm phần trăm nhiều lắm uhm. nhiều khủng khiếp luôn ấy nhưng mà chắc nó quánh là quánh là là, là đầy ấn là cường kích nó có bốc bốc, bốc 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 liên tục quá ghê thiệt cái chấn này không biết là sau này cái này là thông tin chắc clip quá nhưng mà mình nghĩ sao này có sửa nghĩ phải sửa sửa xuống cho yếu bớt mạnh quá 45% sát thương bạo phần à, 45% sát thương vật lý rồi năm chục chục phần trăm tích lũy dị thường kinh hoàng rồi tiếp theo vô một kêu ha kêu tấn công thường là cái gì khi gen kích hoạt phản kích khi né thủ hộ tức là berry á và hay là gây sát thương bằng đánh thường sẽ nhận được tâm lý cuồng nộ hồi nãy cái này mình nói rồi khi cuồng nộ đạt tối đa gen sẽ bước vào trạng thái cuồng nộ trong trạng thái này hiệu sức tích lũy dị thường vật lý 30% ngoài ra với mỗi điểm tinh thông dị thường mà gen đạt 120 thì một điểm gì tinh thông mà từ 120 trở đi á thì nó nó sẽ cho ra hai điểm tấn công tối đa 800 điểm nói chung là cái này hồi nãy mình nói rồi đó hồi nãy mình nói tổng quát lại thì thì mình à, nè mình tóm tắt lại cho anh em là nó ngắn thôi coi như là cái trạng thái cuồng nộ tăng 30 phần trăm tích lũy thường và 800 atk khỏi đọc dài dòng mấy cái này mệt rồi đó là cái trạng nó giải thích về trạng thái cuồng nộ rồi tấn công thường của gen thì nó có hai dạng một dạng là nó đến thường nó giống như là biber vậy đó một dạng nó nó đánh cái dạng thứ hai là nhấn giữ nhấn giữ nó gọi là bước nhảy sang hô thì khi mà trong trạng thái cuồng nộ tức là mình phải đỏ nha mình phải có cái ống trong thái đỏ nè mình mới xài được cái đòn cái đòn nhấn giữ bước nhảy sang hô thì trong trạng thái cuồng nộ nếu mà gen nhấn giữ tấn công thường nhấn giữ nút tấn công thì sẽ tung ra một loạt đòn đánh liên tục À, theo sau là đòn kết liễu và cái sát thương lực lý tức là nó giống như con Bieber, nó đánh cái đòn cuối cùng rồi đó bùm một cái trong trạng thái nhấn giữ này á thì kháng gián đoạn được tăng lên và sát thương nhận vào giảm 40% phần trăm thì y chang cái chiêu e của con anh em thay vì đè chiêu e thì giờ mình đè đến nhấn nhấn đến thường thì nó thành cái à, bước nhảy sang hô cái đây là cái đòn để mình giúp mau làm đầy thanh nó để nổ cương kích tấn công thường rồi, đó là tấn công thường, ngoài ra có né và berry, né thì cứ né thôi, né Đất cầu Tờ nó không có hiệu ứng gì đặc biệt. Chỉ là để sạc cái cái tâm lý của nọ, sạc điểm. Đây, siêu chiến kỹ là sao? Chiến kỹ thì mình thấy nó giống như chiếc con mèo á nhảy vô lộn lộ, lộ, đâm xuống. Khi có 60 năng lượng, nhấn phát động nhảy lên không trung và thực hiện nhanh đòn tấn công về phía trước gây sát thương vật lý lớn cho kẻ địch. Trong quá trình thực hiện chiêu thức có hiệu quả vô địch, có nghĩa là nó kháng gián đoạn và miễn sát thương. Đây, nhìn lại cái 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 hình ảnh của nó ha. Nè. Em coi nè. Chỉ kỹ ra. Là... Đó nhảy lên. À, nãy mình nói lộn rồi nha anh em hồi nãy mình nói là suy chiến kỹ nó sạc cái ống cuồng nổ nhưng không phải nó nổ cường kích nổ cường kích nó mới sạc cuồng nổ nó đầy ống cuồng nổ bởi mình đã hết sau mình đọc lại kêu nó không có ghi ha nó vừa nổ cùng kích nè nó sạc đầy à đây, gọi là có nghĩa là sửa lại ha sửa lại cái hồi nãy mình nói nói sai đó siêu chiến kỹ nó không có không có sạc cuồng nộ mà nó nó chỉ gọi là gây sát thương thôi này liên kích nè liên kích đặc biệt để nói nè liên kích thì khi mà con quái bị chóng thì nó sẽ cho mình liên kích để chuyển qua chuyển lại thì đặc biệt khi mà trong cái liên kết đó thì gen sẽ lập tức vào trạng thái cuồng nộ đây cái này nãy mình nói đúng nè và phục hồi đầy tâm lý cuồng nộ ở mức tối đa trong quá trình thực hiện chiêu thức có hiệu quả vô du lịch đấy thì cái liên kết này giúp cho là một cái biện pháp giúp cho mình sạc nhanh nè liên kết ha đó, liên kết là cái này nè khi mà quái chó này cho mình chuyển qua chuyển lại mấy con gen nó đánh sao nó đó là liên kết đầy, đầy ống cuồng nổ này này tuyệt kỹ màn kết thúc khi âm thanh cực à, hạn nhấn phát động à, thực hiện đoàn tấn công mạnh mẽ về phía trước gây sau đó tung đoàn kích liễu gây lượng lớn sát thương lý coi như là chiêu nộ cũng gây sát thương thôi nhưng mà nó cũng giống như cái cái liên kết là nó sẽ cho mình ngay lập tức vào trạng thái cuồng nộ và phục hồi tâm lý cuồng nộ về mức tối đa, tức là nó cũng giống như liên kết là nó sẽ cho mình cái um, cái sạc, á Đấy. À, nè, Hết cuồng nộ ha, cái cuồng nộ là bất, nó nó vẫn tuyệt kỹ, rồi đầy cái ống cuồng nộ xong, nhưng mà thấy đam béo quá bao nhiêu hỗn độn 11 ngàn cường kích 25 ngàn cái thằng này biết không tới ta nhìn chỉ số này đã thì đã phê quá mà nhìn thấy ông nội này quýnh thấy chán ghê luôn á à, coi như là toàn bộ cái cách chơi của trên rồi mình thấy nó cũng là nó y chang bí bơ có điều nó bá hơn thôi nó bá hơn nhờ nó sẽ gọi là tích lũy dị thường rất là cao nếu cầm trấn thì tổng cái lượng tích lũy dị thường nó nó có tới một trăm phần trăm á một trăm mấy phần trăm tích lũy thường á cái co được uh, cái tim cộng hưởng tiêu là bốn chục rồi nè bốn chục tích lũy dây thường nè cái cuồng nộ ba chục nữa là bảy chục thì chấn năm chục lần trăm hai tích lũy dây thường rồi cái cuồng nộ cho tám trăm atk rồi cái uh, hiệu ứng cường kích nó tăng sát tăng sát thương kích nữa mình thấy rõ ràng phải mạnh lắm chứ sao thằng đó nó quấn dưới xịu kệ okay, hy vọng là mươi mốt uh, cái loại bản test ha do thằng đó nó build cùi bắp Rồi cuối cùng là đề xuất build sớm với lại à, là đội hình ha, mốt à, lấy về build làm sao, gắn vô đi chung với ai. Thì build thì mà làm một nhân vật dị thường thì ưu tiên chỉ số dị thường. Mình nghĩ là build y chang Bieber luôn, nó cũng là dị thường mà nó cũng vật lý cho nên nó sẽ giống Bieber á. Món số 6 à, set á thì mình bận bốn món um, blue tự do để tăng tinh thông dị thường, với tăng cái tích lũy dị thường. Rồi còn hai món còn mít mít với hai món còn lại là hai món xuyên giáp. Ai xuống xuyên giáp để cái gì đi lấy, để lấy à, thêm xuyên giáp tới tám phần trăm xuyên giáp rồi à, dòng chính thì giờ số 6 chọn khống chế dị thường ha ở dưới kiếm uh, tinh thông dị thường rồi à, món số 5 thì à, uh, đam vật lý số 4 thì tinh thông dị thường cộng ba cái này thì dòng chính nó cố định thì dòng phụ mình ráng kiếm tinh thông dị thường cao cộng hai cộng hai cộng hai đặc biệt đối với con gen nó thì cái tinh thông dị thường nó còn quan trọng hơn cả biber nữa tại vì tinh thông dị thường của con gen nó giúp cho cái việc là gọi là gì tăng atk nãy mình coi là cái dị thường nó sẽ tăng atk và tăng tỷ lệ bào kích của uh, của cái cái đam cường kích á nè cứ một điểm dị thường mà từ 120 trở đi á anh em coi này ha cứ mỗi điểm tinh thông dị thường từ mốc 120 trở đi tức là 121 thì nó tính một đó, cứ một điểm gì tăng 2 tấn công tối đa 800 điểm coi như 100 điểm làm tăng 200 tấn công muốn đạt được 800 này mình phải tăng 400 điểm tinh thông từ cái mốc 120 tức là mình phải build được 520 tinh thông dị thường 520 tinh hoa thường mới lấy được 800 ATK này ha Đây, lên nổi không? Nói chung 520 là cao á Như con Beaver này build được có 400 mà Mặc dù đồ khá là ngon Dị thường cộng 2 nè Cộng 2, cộng 2 nè Mà build mới 400 mà do cái này nữa Cái này nó cũng chưa có chưa có xịn ha Đồ 4 sao mà 50 Nhưng mà nghĩ chắc không là không có lấy nổi 800 đâu Anh em build chừng 400, 450 là đạt không cần phải đu tới 520 trên không gì thường 400 là nó quýnh ác ôm rồi Rồi về đồ chỉ số y chang Bieber Vũ khí thì nếu mà cầm được cái trắng của nó thì quá đỉnh Cái trắng của nó cộng 50% tích lũy gì thường 45% sát thương vật lý Còn nếu mà không có trắng con cô xem là em tiết kiệm Như hạt này mốt mình cũng đâu quay trắng nổi thì chắc uh, Cho cầm mấy cái uh, đồ 4 sao thôi thì nếu được á uh, mình thấy cầm cái tráng của con uh, con ray á Trong này nè tăng có một cơ với xuyên giáp Đây khi phát động mà phát động chiến kỹ hoặc siêu chiến kỹ thì người trang bị tăng 25 điểm tinh thần bình thường này. thì đối với cái con um, con con uh, con sen thì nó dễ kích cái nội tại của trình biên dịch tích hợp hơn là Viber Viber tại phải xây 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 ba tầng tính riêng thì mình rất là khó để lấy được ba tầng 75 điểm tinh thần bình thường còn cái chiêu chiến kỹ của con Zendorp thì mình nhấn nó nhanh mà mình nhấn liên tục ba lần một hai ba nhấn ba lần là được bảy lòng trăm dây thường cũng khá là ổn luôn nếu mà đòi xài đồ năm sao ban thường còn không thì cứ xài mấy cái đồ bốn sao mà có tinh thông để nhằm mục đích đẩy cái tinh thông dây thường cao lên Zendep nó rất là dễ đầy cuồng nổ, nó tại vì cứ mỗi lần nó kích hoạt, nó nổ cái cường kích cái là đầy cuồng nổ, nổ cường kích cái đầy cuồng nổ. Nếu mình chồng hai con vật lý đi chung với nhau thì nó coi như nó nộ liên tục thường xuyên luôn lấy được nội tại nữa Đó, hai đứa này có hợp đứa thứ ba lại nếu ngon nó đi với con, ray á hai ông này tinh thông với thường cực kỳ cao mà nếu mà nó nổ hỗn độn nữa thì nó đâm khỏi nói luôn thì bà này vô hai đứa kia nổ gần cái xong rồi này nhảy vô cái ké cái sốc điện cái ra một đống đam hỗn độn do hai đứa này tinh thông nhiều trên đam hỗn độn sẽ rất là lớn đam hỗn độn trăm hai trăm k luôn ấy ừ. ha hình là có thể nói là giác vàng đỉnh nhất cho trên đớp luôn còn nếu mà anh em mà không có ray ấy, thì cứ kiếm cái con shop nào mà nó có thể gọi là giảm kháng này nọ vô nó bóp đam đối với tim dị thường ấy, thì cái giảm kháng nó quan trọng hơn mấy con shop mà tăng atk thì mình sẽ ưu tiên con um, rina này hoặc là nico cũng được mà nico đến phải canh nha mình canh mình thấy nó chuẩn bị nổ cường kích Rồi mình mới quăng con Nico vào Tại cái búp này tồn tại có mấy giây ha Thời gian tồn tại của cái giảm kháng này ngắn Rina thì dễ hơn chút Nhưng mà nói chung là Rina cũng vậy thôi cũng phải canh Khi mà hai đứa này nó đánh mà mà gần nổ cường kích Chuyển qua Nico hoặc Rina Quăng chiêu E vô một cái Cho nó nó giảm kháng một cái Và khi mà quăng chiêu E xong thì nó có một cái weak assist đó, Nó cho mình trở ngược về đất rồi ra đất mới đánh một cái cuối cùng để mà cho nổ cái cái cường kích lúc đó cường kích nó mới đâm to ha à. ráng kiếm còn bi đi không bèo bèo nữa thì cũng chơi kiểu này mà không có biber bơ thì gọi như là không có trâu bắt chó đi cài anh em chân corin <laughs> mà biêu tinh thông vô corin nha đừng có biêu đam coi như mình tưởng tượng nó là bi đi tại vì cái hạt mình không có bi cắn này vô biêu tinh thông ké vô rồi sau đó vẫn kết hợp chơi như kiểu này giống như kiểu này nè ha à, coi như nếu mà không có coi, nếu mà xui quá không có biber thì cũng có thể là chơi, cho cho corin ké vô corin nó cũng đánh Bill dị thường nó cũng bào dữ lắm á nó, nó cứ cưa, cưa nó cũng rất là mau nổ ấn thì chơi kiểu này cũng được con này thì hay hơn con không thì con này nhưng mà thấy con này con này kích con này bào lâu lắm con này không có kích ấn tốt như con corin đâu thì corin đi 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 ha